em ở Sài Gòn, và sau đó em sanh bé, lấy anh em sanh bé thứ hai á, thì em mới về Buôn Ma Thuột. Tụi em thì là coi như là hai mảnh đổ vỡ mà ghép lại. Hôm đó về cái về chở anh về, cái anh hung lên trên trán mấy gì đó, mặc dù nó rất là nhanh nhưng mà nó không có mang một cái tính chất gì mà nó gọi là thô lỗ hết. Nhưng mà đêm đó về là ấn tượng đó, cái này đêm đó về thì em cũng thấy nó có một cái gì đó lạ. Ở Đà Lạt khoảng mấy tháng thì tụi em có nói chuyện xong, cô nghĩ là chắc quen xa quá, cô không muốn quen nữa, cô không liên lạc nữa với em. Nhưng mà em quyết định rồi, thì em tháng 5 em đi về, em đứng trước nhà cô luôn, đợi tới tối luôn. Xong cái em ngủ gục phía đó em quên luôn. Còn thằng con trai lớn nó nói: "Ôi, chú Vương làm gì ở đây nè mẹ?" Tội vậy rồi. Lúc đó em thấy thương không? Em cũng xúc động, nhưng mà em cũng không cho vô nhà. Vợ chồng với nhau, ảnh luôn là một người khơi màu ra, ảnh là một người thèm thuồng, nhưng mà đến hỏi hả, là đến hỏi bắt vợ chủ động. Thì cái là cái sở thích của ta là sao? Đúng không? Anh Vương có nói gì không nè? Cái đó thì chị bó tay nha. Cái phần đó anh Vương có mặt, anh có biện hộ luôn. Xin chúc mừng hai anh chị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, và chúc mừng cho hai vợ chồng đang chuẩn bị chào đón một thành viên tuyệt vời đến với gia đình mình nha. Em bé được mấy tháng rồi cưng? Dạ em đang được 3 tháng rưỡi nha. Mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ em tên là Tạ Thúc Vương, năm nay em 40 tuổi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thọ và khán giả mọi người ạ. Em tên là Đặng Thanh Loan, là năm nay em 37 tuổi. Loan với Vương là hiện tại là ở đâu? Dạ em hiện tại em sinh sống ở trên Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột đấy ạ. Là hai bạn mới xuống đây ạ? Dạ em mới xuống. Em làm việc ở Sài Gòn. Trước đây thì em ở Sài Gòn, và sau đó em sanh bé, lấy anh em sanh bé thứ hai á, thì em mới về Buôn Ma Thuột. Tụi em thì là coi như là hai mảnh đổ vỡ mà ghép lại. Công việc của Vương là hiện tại là làm ở Sài Gòn. Trước đây thì làm ở đâu? Dạ em lớn lên ở bên Mỹ. Em từ nhỏ lớn đi học xong đến rồi em đi lính 20 năm thì em về hưu. Thì em làm cái nghề quay phim. Hình ảnh gì Việt Nam thì em là người quay mấy cái đó. Khi mà Vương gặp Loan đó là gặp ở Việt Nam. Dạ, em đi về đây em quay một cái phóng sự của Việt Nam. Nhỏ em của em họ nó có một cái lớp yoga. Xong nó nói anh quay phim được, anh quay cái quảng cáo yoga giùm em. Thì em vô trong quay phim thì cô này là tập yoga trong đó. Thì em liếc, thì công việc đạo diễn của em thì em nhìn, em lựa người ra để em quay. Thì em nhìn thấy cô này, xong cái em nói cô này rất là ảnh nè. Em lựa cô này ra để anh phỏng vấn. Thì lúc em phỏng vấn rồi xong em quay rồi em cũng để ý gì hết. Em đi xuống Cà Mau quay tiếp. Thì trên đường đi Cà Mau thì em vẫn ngồi coi lại tài liệu trên máy. Thì em nhìn thấy cô này dễ thương. Cái em hỏi nhỏ em nói em có số cô này không? Để anh gọi anh xin cái tên đầy đủ anh bỏ vô. Thì anh gọi thôi, cái anh gọi thấy nói chuyện thấy cũng hợp ý. Em mới nói anh còn có 2 ngày ở Việt Nam nữa thôi. Thì anh về Cà Mau tối nay thì gặp em để uống nước, uống cà phê. Từ Cà Mau về Sài Gòn đó. Dạ. Thì em về uống cà phê thì em hẹn cổ đi. Cũng tối lắm rồi, cũng 9 giờ cô đi. Nhưng mà em thấy đi uống cà phê thì nói cổ cũng hợp hợp ý lắm. Nên em thấy chắc có lẽ đây là người hợp với mình. Lần đầu tiên mà Loan gặp anh Vương thì là cái ấn tượng của Loan về anh ấy như thế nào? Dạ không có gì hết. Thực ra là cái lần đầu tiên thì ảnh về ảnh quay em cũng không quan tâm gì hết, có nghĩa là mình khi người ta nhờ mình cái việc gì đó thì mình làm xong trách nhiệm mình đi về thôi. Và sau đó thì ảnh nhắn tin cho em, rồi mình nghĩ thì có thêm một người bạn nữa thì cũng ok, nên là cũng nhắn qua nhắn lại rồi ảnh rủ em đi uống nước. Tối hôm đó về cái về chở anh về, cái ảnh hung em trên trán mấy gì đó, mặc dù nó rất là nhanh nhưng mà nó không có mang một cái tính chất gì mà nó gọi là thô lỗ hết. Nhưng mà đêm đó về là ấn tượng với cái này không? Đêm đó về thì em cũng thấy nó có một cái gì đó lạ. Rồi sau xuyến xong là anh này lại lên máy bay về Mỹ lại. Nhưng mà sao hôm sau có gặp nữa không? Hay dạ. Là hôm sau gặp nữa dạ, không? Dạ có, hôm anh sau. Không được 2 ngày mà đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như là yêu xa đúng không nè, yêu dạ. Xa. Nhưng mà xa như vậy là tụi em có thể xa cả năm hay là yêu chỉ xa là em vẫn về thường xuyên để mà thăm bà xã? Dạ em vẫn đi tới đi lui gì cũng tại vì gặp xong một năm sau em mới chính thức lấy. Dạ, em cũng đi về đi lui nhưng mà em nói về tốn tiền vé máy bay quá thôi để em về em ở luôn. Thì em mới nói bà xã em là thôi anh về anh ở luôn với em nha. Lúc mà Tết em về thì xong sau đó cô đi học yoga mà định cái lớp cao á ở Đà Lạt khoảng mấy tháng thì tụi em có nói chuyện xong cô nghĩ là chắc quen xa quá cô không muốn quen nữa. Cô không liên lạc nữa với em nhưng mà em quyết định rồi thì em tháng 5 em đi về em đứng trước nhà cô luôn đợi tới tối luôn. Xong cái em ngủ gục phía đó em quên luôn. Còn thằng con trai lớn nó nói ôi chú Vương làm gì ở đây nè mẹ. Tội vậy rồi. Lúc đó em thấy thương không? Em cũng xúc động, nhưng mà em cũng không cho vô nhà. Tại vì lúc đó đi mình nó mới đi chơi về, người mình nó cũng đang nóng nực mệt mỏi. Nên em nói là thôi anh cứ về đi, anh cứ đằng nào anh đòi vô nhà. Nhưng mà em nhất quyết em không cho. Rồi thì lại xách ba lô đi về. Lủi thủi đi về vậy đó. Đi về rồi qua ngày hôm sau rồi bắt đầu mới... Rồi bao lâu mới cho vô nhà?
Không, thì em biết cổ hay tập yoga buổi sáng. Thì em mới nói nhỏ em nói bây giờ anh sẽ đi tập yoga. Thì nó có, nếu nó nói là ở đây yoga này sẽ cho tập một tuần miễn phí, thì 6 giờ sáng là em đã có mặt em tập yoga. Mà không biết anh chị có bao giờ tập yoga thì em nói yoga nó khó quá trời. Thì em kiên trì tới một tuần, chưa bao giờ em tập gì mà mồ hôi nó chảy đầy mình luôn, em biết tại sao nó chảy luôn. Chân cẳng luôn nó chảy. Vậy là có nghĩa là ảnh tập đúng thì mồ hôi mới chảy đúng không? Chắc hay là anh cũng cố theo nhưng mà không thể theo bằng mọi người được. Chứ chị có tập yoga rồi mà không ra mồ hôi đó. Tại mệt quá nó cái buông luôn á. Hồi đó em cũng có tập yoga đó chị. Được, không ra mồ hôi được. Bao lâu thì bên gia đình em á, là có biết ảnh không? Cũng cái Tết 2015 ảnh có về. Thì em cũng có, ảnh về ảnh Tết ảnh đi quay ở ngoài Hà Nội á. Là mùng 2 ảnh bay vô Buôn Ma Thuột, vô nhà em á. Thì cũng có về mà gặp bố mẹ em. Nhưng mà mẹ em thì có nghĩa là trước đây thì con mình đã đổ vỡ một lần rồi, mà lại đang hai mẹ con ở nữa, nên là cũng không muốn đi thêm một bước nữa. Nên là đâm ra là không chấp nhận. Và cái Tết năm đó mẹ em giận em luôn. Nhưng mà rồi thì làm cách nào để mà hai bạn đến được với nhau? Thì đến khi mà tháng 5 á, là em thấy sự nhiệt tình và cái sự thật thà của ảnh nó rất là nhiều. Và em cảm nhận được cái nghĩ là thôi tương lai của mình nó vẫn còn dài lắm. Mẹ con thì kiểu gì trước sau cũng phải cần có một người nào đó mà làm một bờ vai mà che chở. Bây giờ là hai bạn coi như là tất cả mọi thứ cũng đã chia sẻ hết rồi. Bây giờ đến cái phần này mà chắc có lẽ là hai bạn cũng đang rất là muốn nói này. Đó là phần tật xấu của đối phương. Thôi giờ chắc hỏi Loan trước đi, anh ấy có tật xấu gì không? Thật ra thì ảnh, nếu mà nói về tật xấu thì tụi em cũng sống mấy năm nay rồi, nhưng mà hình như là cái sự hoàn mỹ nó lấn át luôn đi cái phần xấu nhẹ nhàng của ảnh, nên đâm ra là nó cũng không có gì hết. Tại vì ở nhà thì ảnh là người chu toàn hết mọi việc trong gia đình luôn. Nhà cửa là cũng tự tay làm hết. Nói chung là giờ mà điện đóm hay nước hay là bất cứ một cái gì thì em không phải kiếm một người thợ nào khác. Là anh biết hết luôn. Dạ, biết hết luôn. Từ công nghệ cho đến tất cả luôn. Ngay cả việc mà bếp núc trong gia đình là anh là người sắm sửa hết cho em toàn bộ. Em chỉ việc nấu thôi. Thôi nhưng mà đây là cái phần mà chúng ta khui cái tật xấu. Đúng rồi. Khui tật xấu. Hồi nãy giờ là khen đúng không? Thì ý em đang nói ở vấn đề đây là nó bị lấn át rất là nhiều. Nhưng mà em thì em đang không hài lòng ở ảnh một cái vấn đề là nói chung là phụ nữ thì ai cũng ghen. Nhưng mà cái tật của ảnh là ví dụ như là ảnh đi chơi với một cái người bạn gái là bạn bình thường thôi. Hôm nay đi cà phê rồi đi ăn, xong ngày mai cũng cà phê đi ăn, cái ngày mốt cũng đòi như vậy thì em không chấp nhận. Có nghĩa là em chỉ muốn ảnh phải hiểu được cái cảm xúc của người vợ và con ở nhà. Có nghĩa em chấp nhận cho ảnh đi gặp gỡ bạn bè, nhưng mà cái mức độ nó phải ở vừa phải. Không thể ngày này qua ngày kia được. Chỉ được ngày thôi. Còn là ngày nào cũng giờ xảy giao thôi. Xảy giao một ngày thôi. Mà em nói anh riết, anh cứ coi là đó là chuyện bình thường. Mà bây giờ thay đổi chưa? Có thay đổi không? Dạ chưa. Em nói đâu bây giờ cái ta xảy giao rồi còn kiểu ổng là xả thân luôn rồi đó. Dạ đúng rồi đó. Em không có nhậu nhẹt, em không có biết gì. Cà phê thôi. Dạ em đi cà phê thôi chứ. Cái vấn đề ở đây là cái sự san sẻ tình cảm đó. Không có một người phụ nữ nào người ta thích hết trơn á, nhất là người vợ. Mà muốn cà phê ngồi được gì đâu. Ủa đâu có phải là khó chịu. Đâu có phải là ngủ với nhau á thì mới là mất chồng đâu. Không có đâu em. Chồng mình nó chỉ cần quan tâm đến một cái người khác hơi bị nhiều chút xíu, dành thời gian cho cái người đó không phải là mình hơi nhiều chút xíu là khó chịu rồi. Đó là phụ nữ Á Đông đó em. Em đã chấp nhận em về đây em lấy vợ rồi thì em phải nhập gia tùy tục, chứ không thể nào mà ở bên Mỹ ok mọi thứ nó phóng khoáng hơn, nó open hơn. No, em về đây là em phải chấp nhận cái điều đó. Nhất là em đã lấy một người phụ nữ thuần Việt Nam thì em phải chấp nhận cái việc ghen đó. Theo chị cái đó không phải là ghen. Cái đó là giữ chồng kiểu của mình á. Chị cũng như em à. Sao còn tật xấu gì nữa nè? Kể luôn đi để chị nói cho. Anh có chủ động trong mọi công chuyện không? Nếu mà nói về nó hơi nhạy cảm chút xíu đi về vấn đề mà vợ chồng với nhau. Anh luôn là một người khơi màu ra, anh là một người thèm thuồng, nhưng mà đến hồi hả là đến hồi bắt vợ chủ động. Thì là cái sở thích của người ta là sao đúng không? Anh Vương có nói gì không nè? Cái đó thì chị bó tay nha. Cái phần đó anh Vương có phần anh có biện hộ gì không? Bà em nói hoài bà hay phá em á, cái hay rờ tùm lum á, rồi xong cái nó khơi mà lên. Không có lửa sao có khói đúng không? Mà đến khi mà em ok thì em hết sức thì bả đuổi bỏ chạy mất. Thì đó là cái câu chuyện đó, vui. Cái đó vui mà. Nó không phải tật xấu nữa. Nó phải tật xấu nữa. Nó vui luôn á. Rồi giờ tới Vương nè. Loan có bao nhiêu tật xấu nè? Em thì cũng nói chung cũng hoàn hảo hết, nhưng mà cái giờ em là có hay bay hay.
Như quần áo mặc xong là cái liền tùm lum hết á. Rồi tóc thì rụng thì không chịu quét. Rồi cứ nghĩ lại là chồng quét nhà quét cửa cứ xả tùm lum vậy đó. Rồi bừa bộn nè, còn thật xấu gì nữa không? Có vậy, tại vì em thấy phụ nữ Việt Nam em thích nhất là anh hôm nay trưa nay anh có ăn gì không, anh em nấu này, rồi mấy giờ anh về. Em thấy cái đó là hạnh phúc. Nên nhiều khi em không có nghĩ tới chuyện là mình phải đi nhậu hay là mình phải giao tiếp mà. Bạn em rất là ít. Mình sẽ không bao giờ sẽ vướng những cái chuyện mà xa đọ hay gì hết. Thôi, còn bây giờ cố gắng nha. Đừng có san sẻ tình cảm, đừng có ga lăng quá. Đừng có ga lăng quá. Tại vì em là đẹp trai nè. Cái nghề nghiệp của em lại là cái nghề mà nó rất là tiếp xúc với nhiều người đẹp. Em quay em quốc thuận rồi mà. Em quay lúc anh mở mì cây đó. Thì đó, thì bởi vậy cho nên thôi em chú ý đến cảm xúc của Loan chút nha. Rồi, xin chúc cho Vương, chúc cho Loan cuộc sống luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và chuẩn bị chào đón một cậu con trai hả? Đó, một này, cậu một con trai. Quý tử nha, một quý tử nha, xuất hiện trong năm Canh Tý. Rồi, xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn tụi em. Dạ, em tên Đoàn Anh Tú, công việc của em là làm về bên điện tử đó. Dạ, em ở Mỹ. Còn em? Em tên là Lâm Thanh Linh, năm nay em 28 tuổi, công việc của em là nội trợ. Trước tiên là hỏi Tú nè, là lý do vì sao mà Tú ở nửa vòng trái đất mà Tú đến tham dự chương trình này? Dạ, mỗi lần em đi làm á, cái em buồn á, cái em có cái phone, cái em mở lên YouTube á, em coi cái các chương trình Vợ Chồng Son, Bạn Muốn Hẹn Hò. Xong em có thấy chương trình này nó vui quá, cái em mới gọi về cho mẹ với vợ em đăng ký giùm. Nhưng mà bà xã em lúc đó là ở đâu? Ở Việt Nam? Đang ở đây, tại sanh em bé. Và xin thay mặt cho ekip chương trình, những khán giả yêu quý chương trình Vợ Chồng Son, cảm ơn vợ chồng em để mà đến với tham dự chương trình Vợ Chồng Son này, như vậy rất quý, xin cảm ơn. Chị hỏi Tâm nào, hôm nay là trong gia đình mình có ai đi chung với tụi em không? Dạ có mẹ, hai mẹ đi chung với bé, với chị em, với bạn. Ồ, xin được phép chào hai chị. Trước tiên xin hỏi bà ngoại trước đi. Cô có thường xuyên coi chương trình Vợ Chồng Son không? Cô thường xuyên coi, rất thích coi chương trình này lắm. Dạ. Bà nội thấy là cái cặp mà vợ chồng này khi mà họ lấy nhau á, thì theo cái đánh giá của bà nội là họ sống có hạnh phúc không bà nội? Là thứ nhất trong cuộc đời hai đứa nó có một cái là được làm lễ cưới ở chùa. Bây giờ là trước khi rời Việt Nam thì lại được đi dự Vợ Chồng Son đó. Dạ, dạ. Như có một cái kỷ niệm rất là hạnh phúc Nam, mà dạ. Lớn lắm mà. Thay mặt chương trình để cảm ơn hai mẹ của cô dâu chú rể đã tới đây tham dự chương trình và cổ vũ động viên cho hai con của mình. Và bây giờ xin phép để được trò chuyện với lại cô dâu. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn. Rồi, Tú thì ở bên Mỹ, còn Linh thì ở Việt Nam đúng không? Dạ. Thôi bây giờ để em đón đi, có thể là hai bạn quen nhau trên mạng đúng không? Dạ. Dạ, hay không? Quá hay luôn mà. Rồi, quen nhau trên mạng làm sao? Dạ, em có một người bạn chung, thì bạn này bạn học của em, dạ. Rồi cũng chơi trên Facebook. Rồi bạn này lên Sài Gòn học chung với vợ em. Bữa đó em vô, em mới thấy bạn này xinh á. Vô em mới tán thằng này chơi, cứ nói chuyện qua nói chuyện lại. Thời gian sau, cũng mấy tháng sau mới quen đó anh. Để bến bao lâu thì mới gặp nhau? Cũng khoảng gần một năm sau đó anh. Ấn tượng của em đầu tiên mà khi em gặp cô này ở ngoài đời thì như nhìn hình rất là chân dài xinh lắm, nhưng mà ở ngoài thì xinh thiệt nhưng mà chân dài thì không có anh. Quá hình. Còn em thì sao Linh? Trong hình thì em cũng thấy cũng không có cao to, nhưng nói chung là dễ thương, bảnh tỏn, đẹp trai. Trong lúc yêu nhau đó thì có ấy người ghen không? Qua điện thoại thôi á là có ghen. Dạ có, ghen dữ lắm. Ai ghen ai? Dạ hai đứa đều ghen nhau. Đứa nào ghen dữ hơn? Dạ. Em ghen dữ hơn. Đó. Giống như ghen người vô hình vậy đó. Nhiều kiếm đó. Em ơi anh yêu em lắm. Anh yêu em lắm nha, vừa bỏ điện thoại xuống em ơi, anh yêu em lắm. Không có rồi chị. Có không? Đấy, đang nói chuyện với em á, cái nói hơi mệt quá, anh đi ngủ nha, nhưng mà thực ra là đi chơi với người khác. Ồ sao em biết? Em có linh tính vậy, cảm giác vậy nhưng mà đúng là sự thật luôn. Em có cái đợt nào mà cô ấy ghen dữ dội lên không? Dạ lúc nào chia tay luôn không? Cũng có mấy lần. Dạ tại là em đi làm ngày thường, cuối tuần em mới được đi chơi. Thì giống như cuối tuần em thói quen em hay đi bar chơi vậy đó. Thì mỗi lần mà vợ nói chuyện xong thì bạn nó gọi vô là em nói vợ anh mệt phải ngủ. Dạ làm sửa soạn make up đi chơi. Trời ơi sửa soạn mà make up nữa. Có make up anh, make up tóc. Tóc hả? Dạ dạ đó, phải nhổ cạo râu. Rồi bây giờ đến sau khi mà các bạn đã cưới nhau rồi thì vợ còn ghen không? Cũng còn anh, hơn vậy nữa. Dạ. Tại vì mỗi lần mà đi chơi với bạn á là vợ phải kêu mở cái phone, phải FaceTime ở xung quanh lên cho vợ coi đi với bạn nào vậy đó. Khó lắm anh, nếu mà không mở là về là hồi là chết của tao. Tú có cảm thấy khó chịu khi cái chuyện mà bị kiểm soát như vậy không? Có anh, mấy lần cũng gây lộn hoài vấn đề đó thôi. Tại vì ảnh đa tình lắm, xung quanh là ảnh lúc nào cũng là con gái hết á, không có con trai. Có chứ, con trai cũng nhiều lắm chứ.
Nhưng mà không có đi chơi với con trai, đi chơi với con gái đâu mà. Ủa làm có thẩm mỹ viện hay sao bạn gái không? Không, tại vì từ thời em ở Việt Nam cho tới qua Mỹ đến giờ là em toàn làm chơi với con gái không à. À từ xưa, tại em sẽ thích chơi với gái. Ủa, nhưng mà đâu em nói cái gì cụ thể coi sao mà em ghen. Ví dụ giờ làm sao mà em linh tính được là cái cú điện thoại đó là giả bộ. Dạ thì thường á vào cái giờ đó khi mà em đang làm á thì rảnh được chút xíu là em với ảnh nói chuyện. Thường thì nói chuyện cũng lâu lắm thì ảnh mới cúp máy mới đi ngủ. Mà đằng này ảnh mới nói chuyện chút xíu mà ảnh hay mệt, ảnh đòi đi ngủ. Là em có linh cảm gì đó, cái một hồi sau nữa ảnh đi rồi em mới gọi lại. Xong rồi em cũng có lên Facebook em coi coi bạn của ảnh có up hình lên hay không, là có đi chơi hay không. Thì ra em mới phát hiện là ảnh đi chơi, ảnh gạt em. Đi chơi nhưng mà có gái không? Dạ có, đám con gái không à. Trời. Lúc nào cũng diện đồ bảnh tỏn đẹp trai á. Trời ơi, thương quá. Giờ tụi em lấy nhau xong nè, ở được bao nhiêu lâu thì em trở qua anh kia? Là cái lúc mà về cưới đó là em đi 6 tuần, sau đó em về lại Mỹ. 4 tháng sau em quay lại Việt Nam tiếp, em đi 2 tuần. Rồi sau đó tới 1 năm sau em về một lần Tết nữa. Đó, rồi lần này nữa về là rước vợ qua luôn. Có nghĩa là tụi em sống xa nhau được khoảng gần 3 năm. 3 năm. 3 năm mà gặp nhau được có mấy lần như vậy? Dạ. Như vậy cái thời gian ở bên cạnh nhau ít thế mồ đi. Dạ. Rồi lúc sanh em bé là em có về được không? Tháng nữa sanh em bé đó em về, nhưng mà em về em bé nó chưa chịu ra. Dạ, xong rồi cái em vừa đi là 2-3 ngày sau nó mới chịu vui, nó mới chịu ra. Dạ. Cái nó giận ba nó. Lúc đó cảm giác của Linh sao lúc mà khi sanh mà không có chồng mình cảm? Buồn lắm chị, ghét nặng lắm. Mình nghĩ mình mang bầu thì nó như vậy thôi. Nhưng mà khi mình sinh ra thì mình phải chăm nó. Giờ mình thức đêm, giờ nhiều khi nó bệnh, nó khóc, nó không ngủ được, nó la, mình chết lắm. Người ta sinh thường là xuống là người ta ngồi được rồi. Còn em sinh thì em không ngồi được, nằm cũng đau nữa, tháng trời em mới ngồi được. Rồi bằng cách nào mà em vượt qua được cái stress đó? Thì em nghĩ tới con, thì em nghĩ là nó còn nhỏ thì nó vậy thôi. Nhưng mà khi mà nó lớn một chút thì mình sẽ đỡ cực hơn. Mình nghĩ như vậy thì mình ngày nào cũng cứ như vậy rồi mình cố gắng mình vượt qua. Với lại có chị rồi, có mẹ rồi động viên an ủi, thì cũng có chồng an ủi nữa. Rồi bây giờ nè, cưới nhau về thì em phát hiện ở Tú nhiều điểm xấu không? Dạ nhiều lắm. Lười biếng nè, không biết phụ giúp vợ nè, và cọc tính. Không phải chị, giống như nó có cái nhiều cái, ví dụ như ăn uống em cũng có phụ, dọn dẹp cũng có nấu ăn. Nhưng mà giống như đi đâu đó thì tại vì mỗi lần mình đi ra ngoài á, chị biết không, trời nóng á, em ở bên kia nó lạnh, về đây nóng quá nó chảy nhớt làm biếng. Cái mỗi lần nên cứ như vậy là bị vợ chửi hoài à. Rồi vợ em hay ghen với em đúng không? Dạ. Nhưng mà Tú ngược lại, Tú có ghen với Linh không? Em thì không có phải là ghen giống như kiểu vợ em, cái chuyện nào đúng thì mới ghen. Nhưng mà có những chuyện em không ghen, vợ em bắt em ghen nữa. Ủa là sao? Chứ mỗi lần mà giống như em chụp hình với bạn nào á, rồi em chụp hình xong rồi cái đi chơi để lên Facebook, cái vợ em thấy vậy đó, cái vợ em cũng chụp hình với bạn trai, con trai á, dập cũng để Facebook, gửi em coi, em thấy bình thường không gì hết. Xong bây giờ em mới hỏi em, bộ anh nhìn hình anh không có cảm giác gì sao vậy? Dạ, bộ anh không có thương em mà, nó có yêu không? Nó có. Mà sao anh nhìn anh không ghen hả? Có gì đâu ghen, bình thường chụp hình thôi. Đó, có vậy cũng phải bắt em ghen, nếu em không ghen là không thương. Em có là tại vì ảnh chụp hình là ảnh toàn là mèo con gái không à. Hỏi sao vậy không ghen. Nhưng mà sao em lại bắt chồng em ghen ngược lại em? Tại vì em nghĩ không ghen là không thương em, nên em phải bắt ghen. Bây giờ còn gì nữa không Tú? Lâu lâu cũng có anh. Thôi giờ hỏi Tú đi, phát hiện vợ mình có nhiều điểm xấu không? Có anh, chưa cưới thì vợ nói chuyện nhỏ nhẹ lắm anh. Dạ, sau khi cưới về làm như vợ chở mặt á anh. Trời ơi, chở mà đụng chút xíu là la. Dạ, cằn nhằn dữ lắm anh. Thấy bà nào cũng dữ vậy đó. Giống như bà cụ non vậy, đụng chút xíu là cằn nhằn, la sùm á anh. Mà nó lúc quen không có cằn nhằn đúng không? Dạ không, nhỏ nhẹ lắm anh. Dạ, nó nhỏ nhẹ mềm đâu, bài phải có cái vấn đề gì mới cằn nhằn chứ không tự nhiên. Thì giống như mỗi lần mà em về vợ muốn đi chơi đó, tối đi trời mát rồi đi chơi, vợ em không muốn, cái kêu ban ngày giống như trời nắng kêu anh ơi đi chơi, cái em cái mềm câu thì dời đó, mỗi lần câu về cái vợ chửi suốt vậy. Khi nào mà em tắm thay đồ đi ra khỏi nhà thì thôi. Rồi còn gì nữa không Tú? Dạ, với thứ hai là trước khi cưới á, vợ em có lập ra một cái giống như là mình có dù có gây nhau á là mình cũng không có được xưng mày tao à, hay là tui gì đó. Nhưng mà ngược lại khi mà gây nhau là vợ em là người phá vỡ cái đó chứ. Dạ. Ủa là mỗi lần dẫn Linh rồi? Dạ, lần đầu tui trước, xong rồi cái hồi là tao luôn. Trời ơi, cái kỳ vậy? Tự nhiên em phe, tự nhiên em xé cái nội quy vậy? Tại vì cái chuyện mà em với ảnh cãi nhau là hai đứa đã hiểu nhau rồi. Nhưng mà ảnh cố tình á, ảnh chọc em tức lên để em xưng hô cách vậy đó. Và cho hai đứa căng thẳng lên vậy đó. Ủa phải không Tú? Em khoái là vợ em kêu mày tao. Dạ tôi anh vẫn nhây. Dạ tại vì mà như vậy, mỗi lần như vậy thì em không có bực. Mới đầu bắt cười đúng không? Dạ, mới đầu bắt vô câu chuyện thì em rất là bực. Nhưng mà càng về sau em thấy trong lòng rất là vui lắm. Mà càng vui em càng há dạ, em càng chọc. Em kể cho anh nghe một lần nào mà kêu mày tao với em là sao? Giống như một lần mà đi shopping á, hỏi có mua đồ không? Em nói không. Vợ nói coi đi làm chi, thì buồn quá nhà đi cho vui. Đi xong cái vòng tiếng sau cái em chụp hình em gửi đồ em mua qua. Cái hỏi, vậy sao nó không mua? Cái này đồ cũ.
nó mua hôm trước xong bữa em chụp, nói bữa quên chụp, cái thế là vợ em nói về nãy nó xạo mà mới đi mua đúng không, cái này là kì cái em sẵn em chọc nói cái này đâu có nhiêu tiền đâu, ví dụ như mua có 10 đồng em nói mua 100 đồng cho vợ em tức chơi, cái giờ không biết xài tiết kiệm tiền phung phí đâu, chọc hồi cái mày cũng nghe thôi, mày làm gì mày làm đi. Má có phải thường xuyên vậy không? Lâu lâu thôi hả? Rồi à, em mong muốn vợ em thay đổi điều gì Tú? Em ơi, trước khi qua Mỹ á, là anh muốn nói em là qua Mỹ cuộc sống nó không giống như cái bên Việt Nam, cho nên anh muốn em là phải bớt nóng tính và phải kiềm chế lại bản thân mình và phải biết nhịn nhục, chỉ vậy thôi. Thế thì em mong muốn ông xã mình điều gì trước khi bắt dạ. đầu về với chung nhà? Em muốn anh á là bớt độc tính lại. À, biết giúp vợ, không cần vợ nói, chỉ cần nhìn vợ là biết là phải giúp cái đó, không cần vợ phải kêu. Dạ hai đứa có hứa với nhau không? Dạ, hứa với nhau không? Được. Rồi bây giờ hành động đi, thể hiện gì đi chứ. Anh xin hứa với em. Nói nghe nè, giờ chị nói nè, khi mà qua bên kia đúng là như lời chồng của em nói, cái cuộc sống nó sẽ thay đổi mà em bị bất ngờ nếu như em chưa từng qua đó. Dạ. Tại vì chị có con gái, chị đi học bên kia, chị biết thay đổi cả về cuộc sống và đương nhiên em sẽ thay đổi luôn con người của em nữa. Qua anh kia nó được có một cái như vậy rất là hay là vợ chồng sẽ cảm thấy là gần gũi nhau nhiều hơn và chắc chắn là sẽ tự dưng là phải giúp đỡ nhau, giống như nó gom về một cái khối nhiều hơn là như bên đây. Ở bên đây chứ chồng còn nhiều khi có những cái ta bà việc khác nha. Những cái chi phối của xã hội xung quanh đó, tại nhiều người thân bên cạnh nè, nhiều bạn bè bên cạnh nè, rồi thời gian trống cho mình rất là nhiều. Nhưng mà qua bên kia nó khác, đi làm từ sáng tới chiều chỉ có hai vợ chồng thì tự động các em sẽ thấy gắn kết rất là nhiều. Nhưng mà chính vì cái gắn kết đó mà tụi em phải nhường nhịn nhau, phải cố gắng nhẫn nhịn, giống như chồng em nói, phải nhẫn nhịn. Và tụi em không có thời gian để mà giống như em mong chồng em là phải biết hiểu ý em đâu, không có đâu. Không có thời gian để mà đón ý em được. Cho nên em muốn cái gì em phải nói. Chứ chồng em không có tự hiểu em được đâu. Tại vì sao? Không có thời gian để làm việc đó. Cho nên chị mong rằng là cuộc sống mới tụi em sẽ hiểu nhau hơn, sẽ yêu nhau hơn, và cuộc sống tụi em sẽ hạnh phúc hơn để lo cho con của mình. Xin cảm ơn hai em và chúc cho hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ nơi đâu. Dạ, cảm ơn chị. Xin chào. Hai anh em song sinh hay gì? giống nha chị ha, mà để hàm râu nữa là giống luôn rồi. Đây là một nhân vật mà chắc có lẽ là vừa bước ra là quý vị cũng đã nhận ra là ai rồi phải không nào? Một nhân vật rất quen thuộc và đặc biệt là rất là hot trong mùa dịch vừa qua đó. Tuy nhiên là đến với chương trình thì mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ. À, khoan, mình nói lớn nè. Kim Anh vẫn ấy á, vẫn bị nhỏ quá đó. Kim Anh với lại Minh á là xưng bằng anh chị đi cho dễ chia sẻ, rồi là còn chọc hai người này nữa. Chọc hai người này, hai anh em đó. Rồi, hai, lớn lại nè. Ba. Dạ con chào em chào chị. Dạ em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Con năm nay 36 tuổi. Con tên là Nguyễn Thị Kim Anh ở bên Hòa Đồng Nai. Em xin em mà xin con hoài. Chị mà xin con là sao? Lại cái nữa, lần thứ ba. Nhưng mà hơi xoay người là chút xíu. Xoay người qua xíu nào. Rồi. Dạ. Rồi. Hai ba bắt đầu. Chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay 36 tuổi. Ở Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Công việc là đang bán rau ở nhà. À bán rau. Dạ. Rau đó chị. Rồi, nhưng mà ý là mình là kiểu như là rau là do mình nhà mình tự trồng hay là mình lấy dạ, ở đâu? Dạ không, em đi lấy ở chợ đầu mối về. Đó, chị ơi. Giống như ở nhà ông chồng ông nói hết rồi sao? Ông hứa hết rồi sao? Thì đó. Bởi vậy nghe thùy mị nhẹ nhàng. Thì đó. Còn bên kia người ta lấy hết rồi sao? Thì đó, thì bây giờ chuyển qua ông chồng đi. Đó. Mời bạn mình. Đó, chào chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận. Em tên là Phạm Hồng Minh. Người ta hay gọi là Minh Râu, tại vì để râu bán râu. Em ở Biên Hòa Đồng Nai, công việc của em là kinh doanh râu thì mười mấy năm nay rồi. Mình mới kinh doanh thêm mặt hàng nước giặt xả với lại một số mặt hàng tiêu dùng á. Lưới gì cưng? Nước giặt xả. Nước giặt xả. Ủa cái nước giặt xả đó có liên quan gì tới Quyền Linh không? Dạ, giống vậy á. Có không? Dạ, đúng rồi. Có bán cái mặt hàng của anh Quyền Linh không? Cái Amity á? Dạ có. Có luôn. Ủa, là em bán cái Amity á hả? Nước giặt xả với nước rửa chén, nước lau sàn với một số mặt hàng á. Đó là của ông luôn đó. Cái hiệu IT hả? Dạ không, hiệu Minh Râu luôn. Người ta tự kinh doanh, người ta có luôn. Thì em tặng cho chị ông Vân, nó thật là có người thùng về xài thử. Cảm ơn Minh Râu, bạn mình.
Chị ơi, như vậy không phải là bán của Quỳnh Lê mà đối thủ của Quỳnh Lê. Đối thủ của Quỳnh Lê. Đó, đấy rồi. Nước giặt tên là Minh Râu. Nước giặt xã Minh Râu. Đó. Râu Minh Râu. Đó. Đó. Thôi, chị ơi, bây giờ người ta chuyển hướng. Người ta để cái phần rau đó cho vợ người ta kinh doanh. Còn mình là kinh doanh sang mặt hàng khác. Chị thấy cái đầu ghê không? Đâu, nhìn cái đầu thôi là thấy ghê rồi đó. Đâu, em vẫn bán rau bình thường nhưng mà à, ít bán ít nè thôi. À. Là, mới bán được có thời gian gọi như là bán trải nghiệm thu thập những cái khách hàng như thế nào, chất lượng nó có đạt, phản hồi khách hàng tốt thì mình phát triển thêm. À. Còn không tốt thì mình phải coi lại. À, tôi nhớ là cái đợt dịch đó là Minh Râu có rất là nhiều những cái slogan. Đúng. Nó mặc dù nó sai chính tả, mặc dù câu cú nó không có đúng gì cả nhưng mà nó lại để lại một cái ấn tượng là bởi vì nó rất thật. Nó rất chân thật, nó rất đời thường. Đó, đúng không? Giống như là đâu nè. Ai muốn mua thì mua, không lấy tiền. Vậy thì bây giờ mua thì mua, không lấy tiền. Mua thì mua, mua thì mua. Nghe không? Ai mua thì bán, ai xin thì bán, ai trả tiền thì đó. Ai xin thì cho. Ai xin thì cho. Vậy thì trong thời gian gần đây có cái câu nào mà nó ấn tượng của Minh đâu? Tự nhiên mà kêu em nghĩ không, gần đây á, gần đây á, Minh có ra cái câu nào mà nó ấn tượng nữa không? Tự canh tự đến tiền. À, mình cái tóc qua bên hôm nay hơi mệt mà mấy em mua nhanh gọn nẹt rồi về chứ đừng có hỏi nhiều. Nhiều lúc mệt quá, dọn hàng mệt quá mấy em hỏi nhiều quá. Sẽ nó nhậu sẽ sai tí đấy. Nhưng mà cái rau của mình bán mà chạy nhất là cái loại rau gì? Dạ rau muống đột biến đấy chị Hồng Vân. Rau muống đột biến. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao? Tại vì nó mềm, nó ngon, nó cho người ta mà đâm ra bán chạy mặt hàng nào mà tặng miễn phí là chạy nhất. Mình thành là bán ế lắm, không có lấy tiền nữa. Dạ, ai cần đến lấy thì mình chạy lắm. Mình kéo cái quần xuống, kéo cái này rồi. Ok rồi, bây giờ đến cái phần cơ duyên ha. Không biết rằng là hai bạn coi như là lần đầu tiên gặp nhau trong cái khoảnh khắc nào và có ấn tượng gì về nhau? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là do ông anh họ của anh, lúc đấy anh bị tai nạn giao thông ở trên Biên Hòa xong rồi lâu về. Chưa lâu rồi, cách đây cũng mười mấy năm rồi. Xong rồi về quê để chữa, về quê để nghỉ ngơi á, xong rồi ông anh họ ấy, xong rồi dẫn lên nhà chơi, bà biết con bé này lắm, con bé này thì ta mới vô mấy ngày à, cũng dễ thương, rồi dẫn mày xuống, và đúng dẫn đi tán gái đi, tán qua mùa mưa ấy anh, mới buồn. Xong rồi dẫn xuống, lúc đấy là con chị ăn ở nhà làm theo trong nhà, nó đâu biết đâu, à, rồi dẫn xuống quê em lần đầu tiên gặp ổng thì cũng thấy ổng không có đẹp trai như bây giờ đâu, xấu lắm. Nhưng lúc đó thì tóc có tóc không? Có tóc có lâu không? Có tí tóc. Râu thì cũng chưa có đâu, không thấy lúc đó có tóc không có râu. Mới có mình tóc thôi. Bây giờ có râu thì lại không có tóc. Mặt này sẹo nữa, mặt này sẹo nữa, tai nạn mà sẹo nữa. Nhưng mà ấn tượng là ổng vô nhà ổng cười đấy. Ổng cười ấn tượng cái nụ cười của ổng ấy. Xong rồi là ổng thật thà. Thằng em đi đọc kênh về xong rồi có cái bánh ông cống đấy, ổng xin luôn. Cho miếng ăn vậy, ngồi ăn từng bơ vậy luôn. Cái bánh gì? Bánh ông cống ấy, hồi ở dưới quê ấy, hay đọc kênh người ta. Bánh ống á. Bánh ống á. À cái bánh đó, vậy là cái bánh đó ai mà không xin. Chị thấy em cầm cái đó chị cũng xin nữa ha Minh ha. Nó rất dễ mà. Chị tưởng là cái bánh mà bánh cống mà để ăn bánh cuốn á. Bánh cống miền Tây á. Đó thì cái đó mới là gọi là thật nhất á, coi như là cái bánh đó xin là ăn nó mất mệt á. Rồi rồi. Ông ăn tự nhiên. Nhưng mà Minh ơi, cái lúc đó là lần đầu tiên Minh gặp cái cô bé này thì Minh có ấn tượng gì cổ không? Ngày đầu tiên thấy cổ thì có ấn tượng Minh là về cái nụ cười đó. Ngày đầu tiên thấy nó cười, nó nhe ra hai cái răng khẩn của nó cũng hay. Nghĩ mới đầu này đi tán gái đi chơi cho đỡ buồn mấy ngày nghỉ dưỡng bệnh mà sao thấy cái này cười thấy hay thấy ấn tượng á, quen. Rồi xin cái bánh nữa đúng không? Xin bánh là xin bánh của em ruột rồi giờ. Nó ngồi nó nằm theo, nó cứ ngồi nó nhìn, nó cứ nhe răng, nó cười thôi chứ nó không. Nhớ bữa đó ông ăn mấy cái không? Xin có một miếng thôi, không dám xin nhiều ông em nó khóc. Tức là trong cái tâm trạng của em lúc đó là em chỉ nghĩ là thôi kệ, tán gái vô qua mùa mưa thôi, đúng không? Ai về là cái nụ cười đó là hớp hồn em luôn. Có hớp hồn không? Có sao xuyến có hớp hồn không? Có, thấy bạn nhỏ này cười thấy hay. Và sau đó về nhà là quyết định coi như là tấn công cô gái này. Về là cứ ngay xuống hoài. Là có nghĩa là cô thiệt á, chứ không phải là cái kiểu mà tán cho qua mùa mưa nữa. Đúng. Mới đầu là mang tâm trí đi mấy ông anh họ đó. Đi chơi cho vui qua mùa mưa thôi. Nhưng mà thấy nó gặp cái là thấy ấn tượng. Thấy rồi, nghe là cái kiểu của ông á, cái kiểu của ông mà nó kiểu mà hơi bất cần á, hơi kiểu hơi kiểu mà tửng vậy đó. Vậy cái cách ông cô gái là sao? Cũng còn nhớ không? Đã thấy quen được mấy ngày, 3-4 ngày ha. Đã thấy nó bật đèn xanh rồi mình thấy và chắc được. Ủa, bật đèn xanh sao? Nghe thấy cái là lúc mà nói chuyện mình có cảm nhận được người ta cũng có ấn tượng với mình còn ban đầu thì đôi khi nó chỉ ngồi máy nó theo nó đâu, nó cười thôi chứ không nói. Mấy ngày sau, ba ngày sau thấy nó nói chuyện này kia, thấy mình có cảm nhận được có gì đó là chắc
Tức là 3-4 ngày sau em lại mò lên nhà của... Đâu, từ ngày nào cũng đen. Ngày nào cũng đen. Nóng lên hết. Vậy đó hả? Dạ, đó, là bắt đầu 3-4 ngày sau mới cảm nhận là bật đèn xanh. Dạ. Đúng không? Tức là dạ, lúc mấy ngày sau thì em thấy thích anh này. Dạ, cũng lần đầu tiên cũng thấy có cảm tình rồi. Thích rồi. Cái điều gì ở ảnh mà khiến em coi như là bật đèn xanh cho ảnh mà chỉ trong tích tắc có mấy ngày thôi? Thấy ông thật thà này, ông không có ra vẻ. Ông rất là thà, ông có sao, ông là ai vậy thôi, ông không có ra vẻ. Có vui tính không? Có. Có cũng vui tính. Có hay chọc ghẹo em không? Chọc em cười đó. Có. Vậy là theo cười hoài. Tại vì ông đã ấn tượng cái răng khểnh của em rồi. Cho nên chắc chắn một điều là ông rất muốn đến nhưng mà ông nhìn cặp răng khểnh á. Đúng không? Gì đó bạn Minh bạn nói đó. Có nghĩa là nó ngồi theo, nó ngồi may gì nó cũng nghe răng ra nó cười. Thì bây giờ là chắc là nụ cười thường trực rồi. Nhưng mà sau đó bao lâu thì hai đứa chính thức quen nhau? Lâu không? Chắc tầm 2-3 tuần, 2 tuần á, 2 tuần. 2 tuần là dính luôn. 2 tuần là quen nhau nhưng mà cứ đến nhà chơi thôi. Cứ đến nhà rồi con nhà em chơi thôi. Rồi thôi bây giờ cái chỗ đó qua đi. Bây giờ tới cái chỗ dính nè, Hùng nè. Nó làm sao? Không, nhưng mà ý là chị muốn hỏi là ví dụ như em quen bạn này thì gia đình bạn này có đồng ý để cho hai đứa quen không? Quen được 3 ngày á là gia đình nghe nói là hồi xưa không có Minh Râu rồi, chứ gọi là Minh Rít, em Quang Lùng, mà thằng anh của em nó cũng thuộc dạng tiến tèo này nội á. Là bố mẹ vợ với lại mấy em vợ với mấy thằng ở xóm nghe danh vậy đâu nói là cấm đâu cho quen đâu. Cấm không cho quen, muốn là em đến chơi phát hỏi khi mang có nhà không hay bác. Nó đang rửa chén sau á, mà vợ kêu nó đi chơi rồi. Em cứ tự viên tự diễn ngồi tự pha trà tự ngồi uống chơi hồi nó nọc tọc nó lên. Vậy á hả? Thì hồi đấy ba mẹ vợ cấm thì đương nhiên hồi biết là hồi trẻ gọi là chủ nhi ấy, mình cũng nghịch á, thích thể hiện dạ đúng kiểu vậy. Và nghe nói bảo thằng anh nó quậy, và là thằng em nó cũng quậy, đâu là không muốn con gái mình quen á, đó là cấm đâu cho quen. Cũng đúng thôi, đúng dạ, không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao mà vượt qua được những cái sự cấm cản đó để mà hai đứa coi như đến được với nhau? Thì là đấy, bố mẹ vợ với lại bà con bên vợ cấm dữ lắm. Rồi hôm đấy là xảy ra sự cố ngoài muốn xong đâu, dẫn nó đi bù đời, dẫn nó bỏ đi cả tháng giờ, được tháng không ta? Không. Mấy tuần á? Mấy tuần nó đợi điện thoại về thì bố vợ kêu mày về đi tao gạn tao làm đám cưới cho. Nhưng mà sự cố ngoài ý muốn là cái gì? Giống như hôm đấy là đi lễ, đúng rồi, đi lễ. Đi lễ mà gặp anh này ngay chỗ đầu nhà thờ á, xong rồi lúc con xuống xe thì anh này tới nói chuyện và chị gái chạy vô cất xe. Xong rồi về, xong rồi bảo cái tường là con đi chơi, bỏ lễ không đi lễ, đi chơi trốn đi chơi ông này về, xong rồi cáo ba mẹ ba má. Xong rồi ba má cũng bảo thôi để lại tí nữa tao về tính tội, ba má cũng đi lễ. Ông bảo sợ quá, bảo sợ, bảo giờ chết rồi, bây giờ ông bà không tin nữa rồi. Không tin là mình có đi lễ. Xong rồi bảo ông là thôi vậy nên anh chở đi, vậy là vô cuốn gói là đi luôn, trốn luôn. Lúc đấy không có suy nghĩ gì nhiều đâu, chị không có nhau lên xe là đi với ông luôn. Mà gặp bà chị gái bà dằn cái xe lại chứ. Thương mà chị sợ. Ôi là ra sự cố mà em muốn là cái đó đó hả? Đó. Trời, tôi tưởng đâu cái vụ kia. Rồi xong rồi bố điện thoại cho Minh luôn à, hay là điện thoại cho Kim Anh? Đâu, điện thoại về, hồi đấy không có điện thoại như bây giờ đâu, chỉ có điện thoại bàn thôi. Điện thoại về hỏi thăm dò la tình hình ở nhà. Xong rồi ba má cũng khuyên thôi đi về. Là em hả, em điện về đúng không? Về xong rồi ba má thôi đi về. Thì cái lúc mà đi trốn ấy thì cái chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi đấy. Đấy, xong rồi bảo thôi bây giờ ở dưới quê mà con gái mà đi theo trai như vậy thì mang tiếng. Đúng rồi. Giờ gọi về phải no cưới gấp. Thôi về cưới đi, giờ nó không, mình không chịu thì nó chịu rồi thì nó phải chấp nhận thôi. Gọi về cưới thôi. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, cái điều gì mà khiến mà em quyết định là em bỏ em đi theo trai ở bạn này, trong khi bạn này quá lẫy lừng? Dạ, lúc đấy là sợ ba má. Ba má con là cũng không phải là nghiêm khắc lắm đâu, mà lúc đấy thì tâm trạng mình sợ, có nghĩa là mình đi mà sao bảo mình không đi là sợ. Có nghĩa là bạn này á, thứ nhất là yêu quá trời yêu rồi, thứ hai là cái sự cố là hôm đó là thay theo lẽ phải đi nhà thờ. Mà bên đạo á, mà đã trốn đi nhà thờ á, là một cái lỗi rất là lớn. Thành ra là hôm đó người ta có đi nhà thờ, nhưng mà chị lại học lại ba mẹ là nó không đi nhà thờ mà nó nói chuyện với Minh kiểu vậy đó. Thế là đến tai bé thì sợ quá, bé bỏ đi luôn. Mà nhờ cái cú đó chắc là Chúa phù hộ cho cưng đó, hai đúng đứa không? Chắc là được Chúa chứng kiến rồi đó. Mà đi nhau lên xe đi, ông này ông đâu có đồng bạc nhà trong người đâu. Ông dẫn vô trong cái ao cá nhà thằng bạn ở trong ao cá. Chuyện tình bên ao cá. Vậy là chắc có cái chòi nhỏ nhỏ thôi đúng không? Đúng rồi, chị An á, nhà bạn nè. Đúng rồi, ở trong đấy hai vợ chồng ở trong đấy là dẫn ao cá cho người ta luôn. Giữ ao cá luôn. Thì dẫn ao cá luôn. Trời ơi, rồi chắc là phải ngủ mùng chứ không thì mũi cắn có. Chết, có nhà đâu mà. Và cái đêm đầu tiên định mệnh chắc là ở bên ao cá luôn đúng không? Dạ. Chúc mình đi sâu vô. Đêm đầu tiên chắc trước đó không
đợt trong nhà cuộc sống xích đỏ cầm trong ao cả lúc đấy là xong rồi, là xong rồi đúng không? Rồi bây giờ nè, trong túi không có tiền mà đã gì ông dẫn con gái người ta đi nữa, rồi bây giờ tiền bạc đâu mà tiêu xài, rồi hẹn hò cà phê sao đó? Đi mượn bạn. Em học thời trung cấp ở trên Biên Hòa cũng từ năm 99 á. Thì hồi đấy cũng đi làm công ty cũng có bạn bè, thì ghé mấy thằng mượn ít rồi xoay sở đến kiếm nước Nam. Lúc đó em làm cái gì? Lúc đó anh làm bảo trì trong nhà máy á, là khu công nghiệp Biên Hòa. Tức là chưa có là buôn rau chưa, luôn chưa, đúng chưa, không? Chưa, rồi chưa kinh doanh. Rồi sau rồi hai đứa đi về nè, đi về rồi là làm đám cưới luôn. Dạ, là mấy tháng mới là đám cưới. Ờ, làm đám cưới. Rồi sau đó là bắt đầu mới mở kinh doanh hay sao? Lúc đó là chưa, chừng nào mới là thì sanh bé thứ hai. Bé thứ hai. Bé thứ hai bắt đầu chuẩn bị mang bầu. Bán thịt heo trước, bán thịt heo bể lợn Bình Dương, Bình Dương xong rồi trốn về Biên Hòa. Bể nở luôn hả? Đó là năm 2008, 2008 là 9 nhiều luôn. Sau đời ông trung chuyên với ông Minh Râu. Mà sau cái lần đó cưới xong là có em bé liền vậy luôn hả cưng? Dạ. Có trước mấy tháng. Có trước mấy tháng. À, có trước mấy tháng rồi sanh xong. Trời ơi, mà vợ em xinh xắn vậy chắc có nhiều người mê lắm đúng không? Nhiều, đợt quen đó, ở xóm mấy xã bên đến 7 đông lắm. Rồi em sao? Lúc sao? Đó, em thì gặp một số thằng quen thì kêu bảo anh nhỏ ấy, tao địa đó, tụi bay tốt nhất đi ăn đi, tụi nó bật đèn xanh cho tao rồi tụi bay đừng có ghé. Nó không nghe anh lì lắm. Lúc đầu đó là ông cũng đã có máu mặt rồi đúng không? Dạ không, không thì chỉ nói là đừng có ghé, tụi bay bảo con nhỏ này nó bật đèn xanh rồi. Sau cái đầu mình không nghe rồi hẹn đợi cái ngày mà thường ở quê tối hay tụ tập thanh niên đỡ nhau á, đông đông 7-8 thằng có nó đấy mình ngồi gần cái đó mình thân mặt đi xíu rồi bên kia tự động ghé. Có nghĩa là em dẹp loạn bằng cách đó đúng không? Đúng, 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 đúng. Dẹp loạn là nó bật đèn xanh với anh rồi. Chú đừng ghé. Đúng rồi. Nó theo nó tặng cho cái khăn là biết con nhỏ này nằm trong bàn tay mình rồi. Tức là vợ em là đã theo một cái khăn tay để tặng cho em đúng không? Nó thì đâu cứ cầm theo gì là thì đấy, cái hôm nào mà đông nhất 7-8 người đông đông như là mấy thằng kia cũng quen á theo đuổi ra có nghĩa là ngồi chồng nó mình thân mật trước mặt bên đó là từ đó tôi đến là đó chứ không hề gì hết. Nghĩa là chồng là được nhận quà của vợ. Vậy thì có bao giờ mà lúc đó là ông tặng bao nhiêu món quà cho em rồi? Ông là ông không có tiền đâu, ông quen con ơi, quen em không có tiền đâu. Nhưng mà ông không có cái gì tặng hết chứ đúng không? Em còn có được chiếc khăn tay. Tiền đâu, cái ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 á thì không mua đấy một cái bông tặng cho bạn gái luôn. Xong rồi luôn. Không tặng không xong rồi tặng. Hôm đấy thằng quên tên rồi. Thằng gì đó. Đó. Ừ. Thằng ấy tặng, nó mua cái bông hồng rồi tới tặng. Nó tặng xong nó về, lúc này ông đầu đọc chuẩn bị về rồi thằng kia nó tới. Nó tặng cái bông hồng ghét quá nhận luôn. Ông đang là bước lên xe đạp, ông đi xe đạp xuống mà. Đạp xe đạp xong rồi ông tức quá, ông gác cái chân trống là ông ở lại luôn. Ông thấy con nhận bông của thằng kia, ông tức không? Quá. Có dằn mặt không? Dạ. Có dằn mặt em không? Tức thôi. Em đâu làm được gì? Tức không làm được gì. Tay anh có quà đâu? Ngày hôm sau con em để bình cái bông ở ngay chỗ cái bàn nó tức. Bông mày xấu quá quất đi đó. Vậy à. Rồi ông dẫn người ta đi ao cá, rồi đi cà phê, bụi chuối này nọ đồ. Nhưng mà sau đó là cũng không có tặng quà luôn hả? Không. Nhưng mà em không có đòi hỏi. Em không có đòi hỏi. Đó. Rồi có nghĩa là lấy nhau về nè, có con thì cái lúc đó là chưa đứa nào có tiền hết rồi, nuôi con chắc khổ lắm hả? Khổ. Nuôi con thì là tự mình nuôi hay là mình gửi ông bà nội ông bà ngoại? Thì lúc đấy mới cưới về thì bố đi làm xa, đi làm công trình xa. Mới đầu săn á là tự nuôi tại vì có thai trước gia đình hai bên không biết. Xong rồi thì con bé nó bị vàng da á. Lúc đấy là không có tiền bán bông tai cái bé xong rồi bán cái tiền bé đi hết vô chăm con. Chưa nhắn cưới chưa. Xong rồi đi quá không còn tiền mới bắt đầu mới gọi bố mẹ. Sợ dưới quê mang tiếng cho bố mẹ là không giấu, lúc đẻ giấu không dám nói. Đến lúc mà con vô bệnh viện bây giờ không có tiền bán hết rồi bây giờ không đủ tiền nữa gọi cho bố mẹ. Rồi xong bố mẹ lên xong rồi thôi là đi về. Rồi bé con về nhà ngoại. Thế là lúc đó gửi bà ngoại. Con cũng ở nhà, mình cũng ở nhà chăm luôn, em cũng ở nhà chăm luôn. Trong khoảng thời gian đó là Minh không có làm một cái gì hả? Hay sao? Đi làm. Đi làm công trình gì đó. Nhưng mà lúc đó thu nhập thấp lắm hả Minh? Thấp. Cái này là một thời gian sau đợt bé như bị được vài tháng à, mình ăn bị tai nạn chứ. Đúng rồi. Được khoảng mấy tháng á, lúc đấy đang ở trong 4-5 tháng á, xong rồi ông này bị dạng như là cũng ngoài ý muốn luôn, không được đề nó tông người ta, lại bị tai nạn nữa. Là Minh bị tai nạn cho đâu? Dạ. Ông mình người đúng rồi. Em, người ta chết mất, người ta tông mà còn sống thì mình phụ phần lại cho người ta. Người ta nhà người ta cũng đàng hoàng, nó cũng không kiểu như là bắt nọ bắt kia, nhưng mà mình cũng phải phụ giúp cho gia đình người ta nữa. Mẹ em có bị gì không? Dạ không, không bị gì. Nhưng mà khoảng cái thời gian mà mới cưới đó, hai vợ chồng có cãi nhau không? Có những cái đụng chuyện rồi và thậm chí là ly thân đòi ly dị gì không?
lúc đầu là không. Nó như thế nào? Thường là cãi nhau về vấn đề gì? Hồi đấy em ăn chơi không ạ? Ăn chơi. Nhậu nhạt chơi bời tứ đồ. Nhậu. Cho nên chính vì thế cũng đâu có tiền. Là có nghĩa là bao nhiêu tiền là em đổi vô cái... được 10 đồng đi ăn chơi hết à? Nhiều lúc anh vui. Vợ mà cần tiền mua sữa gì cho con, cái đầu này mượn bạn bè là bắt đầu làm trả sau. Trời. Hồi đấy, lúc đó thì em làm gì? Lúc đấy ôm con cũng chưa làm gì đâu, thì nhờ ông thôi, nhờ ông này làm thôi. Giờ là bao không, nhiêu có tiền là không có là mượn bà ngoại. Rồi cãi nhau, vợ chồng cãi nhau nhiều không? Cãi nhau nhiều, từ đấy ông còn thanh niên còn trẻ mà ham chơi lắm chị Hồng Vân. Nói hoài không nghe, đến lúc mà tức, nhiều lần tức lắm. Muốn bế con về ngoại xong rồi thôi lại bế lên. Thế rồi sao, rồi có đứa thứ nhì thì sao? Có đứa nhì thì lúc đấy là bè lợ bên Bình Dương đấy. Đi buôn bên Bình Dương là bè thịt lợ bên Bình Dương là bè buôn bán thịt heo đấy. Xong rồi về, đúng rồi, về bán rau là có bữa thứ hai đấy. Khoan khoan, cái lúc mà chuyển qua bán thịt heo ở Bình Dương á, là lúc đó là ảnh đã thức tỉnh chưa? Ảnh đã bỏ cờ bạc chưa? Chưa. Vẫn còn. Cái vụ đó xong rồi thì mới mới thức tỉnh đúng không? Hay em sao? Mới thức tỉnh khoảng tầm... Mới đây thôi, tầm 10 năm nay. 7-8 năm nay, 10 năm nay. Mà lý do gì mà em thức tỉnh? Một cái sự cố hay một cái lý do đúng gì rồi, mà trận thua bạc cuối cùng, trận thua bạc đậm nhất à, và trận đêm để đánh thua nhiều nhất. Chị ngồi suy nghĩ lại, thua bao nhiêu? Mấy trăm. Thì lúc đó là mình có phải bán nhà bán cửa hay mình phải làm cách nào để có tiền trả không? Là để đâu có nhà cửa đâu bán. Thế rồi em làm sao để trả hết cái món nợ? Trả dần thôi. Thì là cái chủ nợ nó cũng gia hạn cho mình nên nó chấp nhận. Thế này em thu dành tiếp người uy tín các bạn ạ, là lại bảo thôi bây giờ sự cố như vậy là thôi giờ cái chốt này không có tiền lời nữa, để cái tiền đấy mà tôi làm ăn được trả, bây giờ đòi nó bỏ đi chứ không phải khách nào thì nó chấp nhận. Một thời gian sau em thay đổi, em mới bảo là trước giờ thời sinh viên mình từng nghĩ mình làm này làm kia, bây giờ mình muốn bán rau ở đấy ngày kiếm được mấy triệu em nhỉ, mà em toàn đánh bài chơi hết à, không có dành. Thế là bảo sao mình không làm cái điều mình suy nghĩ á, cái đầu đó thay đổi quyết định thay đổi bắt đầu cắm đầu vào làm, sau rồi tới lúc nổi tiếng luôn. Mình hình nhìn lại nào chúng mình thay đổi được 7-8 năm mà làm điều mình thích 7-8 năm rồi. Bây giờ là dạ. 10 phần, bây giờ bớt hẳn được 9 phần luôn, còn có 1 phần thôi. Nhưng mà chị muốn hỏi Minh á, là cái thời điểm mà lúc mà Minh bán rau xong rồi đến cái thời dịch đó nhớ không? Dạ. Thời dịch đó thì cái lý do gì mà Minh lại quyết định là kiểu mà giống như tặng rau cho những đó, người mà... Chứ chẳng phải chị ông Vân, em tặng rau là cách đây phải 10 năm rồi. Từ cái hôm trận thương bạc em thay đổi á. Phải 10 năm nay rồi, còn cái này em nổi tiếng trên đấy là từ ngẫu nhiên là nổi tiếng chứ bạn là cho em cho rau đấy, dân ở đấy đó là một tuần là bình quân 4-5 ngày, 5-6 ngày là bình thường, mỗi ngày vài tạ, ngày là tuần nào cũng như đều là em nghĩ là lúc em bỏ cờ bạc, em bảo thay cái tiền mình đi đánh bạc rồi xong rồi không mua rau, mình làm điều mình thích. Thế là em thay đổi từ từ. Nhưng mà anh thắc mắc nha, anh xin lỗi, anh thắc mắc là em đang khó khăn, em đang mắc nợ. Vậy thì tại sao em không tranh thủ em bán để em kiếm lời, đúng rồi, mà em lại đi cho rau như vậy. Vậy thì cái nguồn lời nó từ đâu? Và làm sao để em trả hết nợ? Em cân bằng được tài chính của em mà đợt đấy em đi, em quyết định em xác định em làm. Tại vì hồi đấy là bình quân mà em không ăn chơi á, một ngày em vẫn kiếm được vài triệu. Còn em ăn chơi là nó sẽ bị âm. Sau thay vì em đi một ngày thì em bán được cơ sở chính và trên phụ và em giao cho một số mối á, thì em cứ nhấn 10-30%. Dù ngày nay lời được 3 triệu thì nhấn ra 500-700 thì đấy. Và lúc này lời ít thì mình cứ nhấn ít, lời nhiều nhấn nhiều. Là mình cứ nhấn mình xác định, mà thay vì mỗi khi mình đi ăn chơi là kia tuần nào đi ăn chơi mấy lần á, có lần thì 5-7 triệu, có lần 20-30 thì rồi là quyết định nhấn là cứ ngày vài trăm triệu hay là triệu hơn triệu, cứ nói chung trong phạm vi 10-30% thôi, giống được quá là mình dùng cái tiền để mình mua rau để mình đấy. Còn nếu mà lúc trước mình không đấy rồi mình đi ăn chơi thì cái tiền thì ăn chơi nó gấp 3 lần. Đúng rồi, người ta điều tiết được. Nhưng mà cái điều mà chị muốn hỏi ở đây á là như vậy nè, ví dụ như sau cái lần mà thua bạc cuối cùng đó thì biết là em thay đổi, nhưng mà nó phải là có một cái gì đó hết sức cụ thể để mà em tự nhiên em thay đổi một gần như là 180 độ. Thì cái đó là cái gì? Là hình ảnh của vợ mình hay là của con mình, hay là cái hình ảnh mà tức là hay là vì cái món tiền nó quá lớn để mà mình cảm thấy là mình làm tổn thương cho vợ con mình. Theo lẽ nếu như mình không ấy thì cái số tiền đó là vợ con mình được hưởng. Nó cũng nhiều, đúng nhiều yếu tố đó. Mình nhìn vào thì nhiều lúc mình đi ăn chơi một lần ăn chơi có thể bằng vợ mình nó xài cả 1-2 mua đồ là bình thường. Con mình có thể uống sữa vài tháng hay là 5-5 là bình thường. Mình là mình phải suy nghĩ là mình hình dung lại những cái cuộc chơi vô bổ quá nhiều để phải thay đổi. Thay đổi từ từ chứ không thể thay đổi hẳn hết được. Bắt đầu cắm đầu vào làm để quên thời gian, thay vì mọi khi á làm dàn thời gian là mình đi đây đi đó, mình cắm đầu vào làm, bạn bè nó có rủ mình kêu mình phải xác định là mình làm cái đó, mình thay đổi từ 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 cái nhỏ nhặt nhất. Rồi thay đổi từ từ, thay đổi một phát một thì nó hơi khó, mà mình phải quyết định cơ. Mình quyết tâm mình làm thì mình mới thay đổi được, thì bắt đầu mới
em cứ đi làm không em trong cắm đầu em làm, em làm ghê lắm. Mua rau anh Triệu Bình ơi, anh có thực biết là mua ở chợ đầu mối mấy tạ rau em cho mấy tạ. Mua được khuân lên khuân xuống mà vất vả rồi, được bày hàng ra cho người ta đấy rồi sáng cắm đầu anh làm khuyên đi về xong đam mê rồi. Nhưng mà lúc đó là trả hết nợ chưa? Chưa. Tức là chị có bao giờ mà em chứng kiến là con em á mà nó khát sữa mình mà mình không có tiền để mình mua sữa cho con không? Cái đấy là chỉ có lúc trước, cái lúc mà em chưa bán rau á. Đúng rồi, đó cái lúc mà em còn đánh bài rồi này kia nọ đó, là em có chứng kiến không? Có chứ, nhiều lúc vợ nên kêu bà hay nhà hết sữa cho con này cái đấy. Em đi làm xa nhiều lúc đâu có tiền đâu, phải mượn tiền gửi về cho nó chứ nó không có, nó phải mượn ngoài. Sau này em bảo là cái lúc bán rau này bán bắt đầu khoảng 10 năm 12 năm làm được đấy này, kiếm được mấy triệu là khá lắm á. Mà mình đợt trước mình khổ vậy, mình bây giờ có tiền thì mình ăn chơi vô bổ vậy đó. Đâu thay đổi. Suy nghĩ lại. Cũng nhờ cái lần thua bạc cuối cùng là cũng là lần thay đổi rất nhiều. Nhưng mà cái ý tưởng mà cho rau á, với lại là cái việc mà kinh doanh rau á, là do là sau này em mới nghĩ tới hay là trước đó là em đã có ý định từ trong đầu của mình rồi? Không, là cho rau hay là kinh doanh rau? Hay kinh doanh rau và cho rau luôn. Cái thời sinh viên em từng thiếu thốn, từng lấy rau cũ để ăn với bạn, thì bảo mai mốt anh em mình ra trường mà đi làm có tiền á, đâu đâu cũng mua rau cho mấy thằng là sinh viên xa nhà như em mình rồi ha. Bạn là kiểu mày ăn nhậu suốt làm gì ấy, thì vẫn cười cười vậy thôi. Sau này mình nghĩ lúc mà làm ăn được thì mình nghĩ là tại sao mình không làm điều đó à. Còn cái bán duyên ấy, nghề bán rau này là thất bại ở trên Bình Dương bán heo á, mà bể nợ về Biên Hòa không còn có đường nào để đi nữa rồi. Thằng bạn của em ở Dĩ An nó kêu bán rau đi, là vốn ít mà mày phải chịu khó đi lòng vòng bán, hay là em đi khởi nghiệp bằng chiếc xe lôi đầu tiên, nó bán thiếu mà sao nó tặng luôn, rồi đâu còn vốn đâu. Có nghĩa là đi bán rau lòng vòng xong. Cái bán rau là mình có thể lấy công làm lời, đúng. Cái vốn ít, phải chiên, phải chiên. Năm đầu tiên em chưa có khách ở cửa hàng ấy, là vợ bán ở cửa hàng em đi bán khắp các hẻm ra hẻm. Công ty tăng ca 8:30-8 giờ tối em ra em bán 20,000 em bán về. Đúng rồi. Cái xe lôi đó là cái vốn mà vốn lớn nhất là bạn cho rồi. Bạn cho đó rồi, đó, 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 cho nên là chiếc xe đó giờ còn không? Xe đó không em thu rồi. Rồi, thôi giờ viên mãn rồi, viên mãn rồi, chuyển qua chương 2 đi. Anh khá là bất ngờ với câu chuyện của mình đó. Nha. Em danh chuôn lắm, em danh chuôn. Nhưng mà bây giờ thì, thôi bây giờ mình tới luôn cái vụ kia đi chị. Đúng rồi, chị mới nói chuyển qua chương 2 đó. Chương 2. Chương 2. Hai vợ chồng có xe bờ ông Son nhiều đúng không? Dạ. Cái chương 2 là cái chương mà nói chung ai cũng thích đúng không? Mà nhất là mấy bà vợ đó. Thôi giờ em đó. Chồng ấy đúng rồi. Bây giờ là đã thay đổi rồi. Đó, bây giờ đã cải tạo quy chánh rồi. Đó, bây giờ vậy có. Nhưng mà còn sót lại cái gì không? Sót lại cái gì không? Còn em sẵn đây em kể ra đó. Xong rồi đó, cái em mong ước ảnh thay đổi cho nó hết luôn những cái đó. Chứ giờ tôi nghĩ ông này chắc thay đổi ra không còn gì đâu. Thay đổi thì cũng thay đổi rồi, nhưng mà nhiều lúc nóng mới nói chuyện với vợ nó không được như mình nghĩ, như là tổng gắn cục càng không được, dạng như là không được mềm nhẹ. Hay nạt nộ vợ đúng không? Nhưng mà lúc đấy là em mà lắm thì em cũng bực lắm, cũng không thua đâu. Nhưng mà đó giờ ông cũng nghiện, nhưng mà cái ông dùng những từ ngữ khó nghe làm tổn thương thôi. Nhưng mà đó giờ là có mạnh tay mạnh chân với vợ không? Không, mười mấy năm thì có 1-2 lần à. Ông không đánh vợ, thương vợ lắm. Thương vợ lắm. Thôi gì đó. Không phải thương đâu mà chọi đó cái chén nó cho cái nồi vào đầu thì sao dám. Tức là mình hy sinh cái chén rồi nói là quất nguyên cái nồi. Ủa rồi ôi, thế là gặp được rồi là đúng đối thủ cao tay hơn mình rồi. Thầy con trai nó kêu chứ bố mày chọi mẹ trái cà chua rồi mẹ cho ăn nguyên trái bí đỏ. Đấy, bí đỏ. Không định lại sầu riêng thì có mặt chết luôn. Mà mấy đứa con nít là nó nói là bao giờ cũng chính xác. Nít nó không biết nó quá sự thật. Mà nhìn thì nó nóng lắm, nóng với chồng á. Không, anh đang nói về cái tật xấu của ổng nha. Bây giờ là ảnh nóng tính lên là ảnh hay nói những cái lời tổn thương đúng không với em. Rồi còn nhậu nhẹt hay còn mê gái hay là cái gì không kể luôn. Kể đi. Không, mê gái thì vẫn mê đấy, ai đẹp đi ngang qua gái đẹp vẫn mê nhìn đấy. Còn thế quên... bây giờ nhá, đây bây giờ hỏi này, thế bánh rau thì thường toàn lữ đi mua rau thôi. Thế rồi sao? Không còn... Gặp cái cô nữ mà đẹp đẹp á thì anh ấy thế nào? Không, vẫn tán hả? Tán như thường nhưng mà em vẫn bình thường vô tư. Tán thoải mái. Tán với cô đi mua rau đấy. Đúng rồi. Thế mà em còn để nhiều, yên nhiều, được á. Nhiều cô còn khèo khèo nữa cơ. Nhiều cô còn khèo mà. Thế em đừng có bị hộ, em cứ vớ va vớ vẩn. Những cái chuyện như này là phải triệt nọc ngay chứ em lại vớ va vớ vẩn. Khi cho chiêu cho vui thôi chứ, cho bụng có gì không Minh? Không biết, hên xui. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nghe là gặp mấy cô hot girl nữa, đi mua rau là cho một bó, tặng một bó đúng không? Chết dở đấy. Gặp mấy em đẹp đẹp hỏi tiền. Đẹp, hỏi tiền, mà tán. Hỏi em có chồng chưa? Còn nhiều chị lớn tuổi em rồi bảo em có chồng này, em bao nhiêu tuổi em có chồng chưa? Sao em nhìn ngon với. Úi giời ơi, tán em là ngon luôn đi. Ngon úi giời, cho vào nồi luộc rau, luộc chung với rau. Thế mà rồi sao em để yên được hả? Em không nghe không, hả? Không, 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 không,
Em không ghen luôn. Có ghen nhưng mà ghen với trường hợp như thế nào thôi. Có bắt gặp lần nào không? Dạ. Có bắt gặp lần nào không? Không. Ví dụ như cái này là tán tỉnh thôi, cái này là tán tỉnh cho vui thôi đúng không? Thôi không sao. Còn đi hát đi nhậu nhà hát ok thì cũng có. Cũng 2-3 lần nó tới thì cứ mỗi thằng một em. Có lần con vô em vô em tức quá em tát cho một tát. Ôi, tát ai? Ông chồng. Ủa rồi ôi. Quánh tại karaoke luôn hả? Không, hát ok gọi em sang ngồi rót bia á. Vợ gọi thì không thèm bắt máy, vợ tức quá vợ tới nơi luôn. Tới cái chỗ hát ok luôn thấy. Thấy là đang hát hò. Thấy có em bên cạnh nó tức, mở phòng ra là vô tát một tát xong rồi về. Ông coi như lặng thinh luôn á. Lặng ơi, đứng hình luôn, đứng hình luôn. Thế em phản ứng không kịp đúng không? Lúc đó là coi như tự nhiên mình bị hết nhanh nhạy cái vụ mà phản ứng nhanh luôn á. Tao thấy đó đấy, em đi đâu đâu đi hát ok mấy bạn thường gọi mấy em vô bấm bài với này hát uống bia chung á. Vô giờ làm cái trang choáng váng luôn, cầm cái ly bia này. Là em đứng hình đó đúng không? Thì uống hết ly bia cho nó đỡ quê, đỡ quê. Đáng nhục. Lính giỏi chạy về hết luôn rồi mai lấy tiền bôi sao anh mình ơi. Mà từ đó về sao chắc khỏi dám đi. Mấy bé kia là đi về hết, lặng lặng đi về hết á. Trời ơi, rồi tối về có gây lộn không? Bảo tối hôm đó có gây lộn không? Có tớt nhưng mà con biết ông xỉn rồi thôi, ngày sau con mới chửi. Thì ngày sau con mới chửi. Chửi nhưng mà nghe. Vợ chửi nhưng mà nghe. Rồi vậy thôi gì, vậy có mấy cái tập vớ va vớ vẩn đấy thôi đúng không? Thế rồi sao? Rồi giờ mong chồng thay đổi cái gì nhất? Thì mong chồng là nói chung là nói nhỏ nhẹ với vợ tí. Gọi là lãng mạn với vợ tí. Ông không lãng mạn đâu. Trước giờ là không có tặng hoa, không có tặng quà gì. Có đâu lâu thôi, gọi là khi nào hứng thôi. Chứ không có lãng mạn đâu. Như con thì con cũng thích chứ, phụ nữ thích chứ. Nhưng mà mình không nói ra thôi. Trời ơi, tự nhiên ngày nào đó mà như Minh á, Minh suy nghĩ cái cách mà thay vì á cái ấy mà cái giỏ hoa đó, cái giỏ hoa đó Minh, mà thay vì bây giờ á người ta làm giỏ hoa, Minh làm cái giỏ rau đi Minh. Giỏ rau củ. Rau củ nhiều khi á hả nó tiện lợi lắm em. Tặng mấy bà vợ đó mà tự nấu nướng ăn được luôn á. Chị là chị thích, nếu mà giữ cái hoa với cái rau chị sẽ nhận cái giỏ rau. Tại cái hoa mà đâu ăn được đâu, không có làm được gì luôn. Mà rõ ràng mình làm đẹp lên cái. Thế là cái giỏ đầu tiên em làm em tặng bà vợ em trước đi cho bà gọi là bà kiểm định trước á em. Mình biết đâu chừng nó hot là sao mình hot đó mình là chị nói là ông phải qua đây ông qua phải trả tiền bản quyền cho chị một tôi nha. Nha làm gương mặt đại diện luôn, cái vỏ rau củ mà tặng ô hot đó nghe được chưa, con đây cái bông lờ với này ớt này kia cắm tặng mà tặng cho gái mua rau chứ chưa tặng thì bây giờ mình kinh doanh luôn nhưng mà mình tặng vợ mình đầu tiên thiệt mà theo biết đâu lại là hot trend là sao gọi là gì đó một concept về các loại rau củ, các loại rau và các loại làm cho đẹp đẹp đấy không, nhưng mà nó sẽ theo như vậy nè, theo ngày ví dụ như là nó theo cái chất cấp Minh, ví dụ như là cái rau này là bổ sắt nè, rồi bổ não nè, bổ gì đó, nó theo một cái concept như vậy, nghiên cứu. Ví dụ vậy đó, là một tuần lễ 7 loại rau như vậy, là mỗi ngày một loại đó Minh. Không cần thêm đứa nữa đó. Cái giỏ đầu tiên mình tặng vợ nha. Thử nha. Vợ kiểm định nha. Rồi. Ok, bây giờ đó, bây giờ mong muốn của vợ là chồng đừng có nói những cái lời nặng lời nữa, nên có một chút lãng mạn nha. Rồi. Bây giờ tới Minh đó. Sao? À em à. Vợ có tật xấu gì không? Vợ thì chứ nó chỉ nóng tính thôi, chứ tật xấu của nó. Hàng xóm người ta mua rau để người ta ai gặp em người ta cũng khen bà vợ mày hiền, dậy mày có phước. Mà mấy bà đâu có gặp lúc tôi với nó cãi nhau đâu mấy bà biết nó hiền. Nó hiền với mấy bà chứ hiền tôi. Xanh bí đỏ của tôi thì sao mấy bà biết đúng được đúng không? Ông vợ thì nó cũng nóng tính thôi chứ cũng muốn nó dục thêm thì lâu lâu thì thí dụ lúc ăn mà nợ nóng thì nhịn đi đừng có nóng lúc đấy nó bất hay. Có nghĩa là giận lên, nóng tính lên là không có kiềm chế. Đúng không? Bên này không kiềm chế lời ăn tiếng nói. Ngược lại bên này là không kiềm chế được coi như là tất cả mọi vật thể có thể bay. Là quăng đồ hả? Có quăng đồ đập đồ không? Cũng có chị. Nóng cũng có, cũng chửi. Thậm chí là tác động vật lý luôn. Không, thì đúng rồi, cái vụ karaoke là tác động vật lý chứ còn gì nữa. Một phát mà coi như thế mà còn chối. Nghe cái chát mà rồi. Một phát một. Nín ép âm thanh phòng luôn. Một phát thằng tay luôn. Lúc đó mấy bé kia nó bỏ chạy. Chạy hết rồi. Nó chạy hôm sau em lấy tiền bo sao đó. Em đi nghe em về đi, hôm sau em lấy tiền bo nhé. Sao chứ? Rồi em mong muốn vợ thay đổi gì? Thì mà khi mà lâu lâu mà nói chung trong cuộc sống ai cũng phải có lúc sai nầm hay là nỡ về kia, ăn nó nóng thì nhận đi lúc ăn hết nóng thì nói mày biết được. Chứ đừng trước mặt em úp mọi người nói là kia nó hay. Đó, chồng nói là vợ giữ thể diện cho chồng. Đừng có trước mặt mọi người á
mà lại cứ nói như thế thì nhiều khi nó rất hay. Đúng không? Hay lần sau đừng tát chồng nữa nhá. Thế nhưng mà ngược lại thì thôi, chồng cũng đừng có nói. Eo ơi, vợ thế này rồi mà lại còn tán tỉnh đi karaoke với lại phụ nữ khác thì cứ mở. Đâu lâu lâu mấy năm trước lâu đi bung lụa đi chơi ấy thì Hà Văn, mấy thằng này đi chơi thì bung lụa mỗi thằng vài trăm gọi hát karaoke xả chép, em thì ngồi bấm bài, em ngồi rót bia nói chuyện, còn mấy thằng được ngồi với nhau không thì nó buồn, không là phải đi gia đình, có người này người kia mới vui, còn tự nhiên mấy thằng và hôm nay tao mới cãi nhau với vợ chán quá, gặp mày gặp toàn mấy thằng cãi nhau với vợ với mấy thằng thua bài đi đi nó tầm tầm. Hồi xưa là chưa thay đổi là mấy điệp không đi chơi đi gặp hoài đến bài, mà mấy năm nay thì năm bảy tháng năm hai năm đi lại. Nhưng mà mình thay đổi được 8 năm rồi đúng không? 8 năm đến 10 năm gì đấy. 8 đến 10 năm rồi. Rồi bây giờ là gần như là hoàn thiện rồi đó. Đã thế là anh được, ấy lại xuống tóc nữa rồi. Bây giờ khi nào xuống râu là coi như là ngon luôn đấy. Đâu em mới cạo. Thôi, râu không có xuống. Tại vì đã là cái nickname Minh Râu rồi. Đúng không? Bây giờ xuống râu cái thành là Minh không còn râu. Đâu cứ vài tháng em cạo chọc đi, cạo râu đi nần. Là tu hành đấy. Có nghĩa là ảnh tu luôn đó. Đâu lâu cái râu nó bạc nhiều quá, cạo trụi hết đi. Nó kỳ lắm. Dạ, mình phải để hàm râu thì mới đẹp. Nghe, phải để em râu mới đẹp. Không, nhưng mà chị thấy vậy nè. Minh nó là nay là Minh nhiêu tuổi rồi ta? Dạ em năm nay 40 tuổi. Đấy, 40 tuổi là Minh ăn chơi cũng nhiều lắm rồi đó. Dạ. Cái thời gian mà Minh ăn chơi là tương đối là nhiều đó đúng không? Dạ, tại vì mới có thay đổi có 8 năm thôi. Dạ. Là coi như là cứ cho là 10 tuổi rồi ăn chơi đi thì ăn chơi hết 20 năm rồi. Đâu khoảng tầm lớp 7 là bắt đầu ăn chơi rồi. Đấy thì tôi đoán có đúng không? Khoảng mười mấy là chú ăn chơi rồi. Đấy đủ rồi. Bây giờ là giữ gìn sức khỏe, còn lại nhiêu vốn liếng để lại cho vợ. Đúng không? Chứ để đến khoảng 4-5 năm nữa thì lại bảo trên bảo dưới không nghe thì vợ nó khổ, tội nghiệp nó. Đấy, giữ gìn sức khỏe. Xong rồi là em nghĩ ra cái vụ mà kinh doanh thêm nữa. Đã có nước rửa nước xả, giặt xả Minh Râu rồi. Bây giờ lại thêm rau củ quả Minh Râu mà theo diện gọi là designer, theo quà tặng. VIP. Ví dụ vậy, VIP đúng không? VIP Minh Râu. Rồi là em làm thêm cái vụ mà giúp cho người nghèo á, cái đó vụ mình, đó chị thấy quá hay luôn á. Thì quá hay luôn. Trong thâm tâm hai vợ chồng mình thích làm điều đấy mà. Thì cái dự án này hay là cái cứ là thường là vợ chồng vẫn dính mình, phần trăm ra. Dính tiền bán rau bán dính ra. Đó, thì anh dính ra chết kỹ ra cho mình. Cái bé sau là bé gái hay bé trai? Bé sau nữa là bé gái. Tức là mấy đứa rồi? Con em được ba đứa. Ba đứa rồi. Thôi thế đủ rồi. Đủ nếp đủ tẻ rồi. Bây giờ là còn lại thời gian là vợ chồng dành cho nhau, đi chơi, đi hưởng thụ. Đó, rồi làm công việc thiện đó, xong rồi kêu các con nó phụ mình á, để cho nó thiện lành từ lúc trẻ. Đúng luôn rồi, ha chị. Đó là tuyệt vời luôn đấy. Con thích, em thích như vậy đó. Cũng bảo là chuẩn bị đến mùng 1 tháng 6 này, vì thế như vậy con mẹ cho tiền con tiết kiệm lại, rồi mẹ dẫn con đi đến cô nhi viện á, không người thăm các bé á. Mình chỉ nói con cho mẹ cho ngày cho 50 thì con tiết kiệm đi, con ăn cái gì mình con tiết kiệm đi, con mua hành quà đấy cho em. Em cũng bảo mấy đứa nhà em vậy. Không, thật ra đó là cái điều rất tốt. Dạ đúng rồi. Mà nhân đây thì cũng thấy cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Cặp này còn thiếu cái gì nữa nè. Thiếu cái sự bày tỏ tình cảm với nhau. Wow. Đó. Từ phía chồng chứ. Đúng rồi. Thật lãng ra mạn, như thế này chưa nè. Lãng mạn, đúng đó. Không? Chúc mừng em vì có được một người chồng. Đó, thật sự rất là tuyệt vời. Đó, đã được hàng độc thay đổi. Hàng độc thay đổi. Và ngày hôm nay là một người đang làm rất nhiều điều tốt cho bà con, cho những người khó khăn. Và cũng chúc mừng Minh Râu luôn, có một người vợ mà thật sự mà nói là đẹp từ bên ngoài lẫn bên trong luôn đó. Đúng rồi đó. Chị hơi cái nóng tiếng đi thôi. Dạ, dạ, dạ. Thôi thì bớt nóng đi nhá. Thôi thì thể hiện cho chồng nhá. Thôi thì nãy vợ có mong muốn là Minh có một cái lời gì đó ngọt ngào, nói ngọt ngào với ngào vợ. Đó, cái thì ước hôm mơ nay, của vợ đó. Đây là một cái kỷ niệm. Một cái kỷ niệm thì anh mong rằng là cái hình ảnh đó nó sẽ thực hiện ở tại nơi đây. Dạ. Được không? Và lưu lại luôn đó, sau đó nhỏ nó lớn lên đó là nó coi được đó, đúng không? Anh ấy thể hiện tình cảm rồi. Rồi đứng lên đi. Một lời nói gì hết sức là lãng mạn. Phải nói trong vòng 2 phút. Chắc cũng chưa từ từ rồi. Cũng 17 năm nay, 16 17 năm nay, hôm nay em mới mặc đại áo cưới lần thứ hai. Hôm nay anh mình hung gọi như là để nhớ lại ngày đầu tiên mặc áo cưới và vợ chồng mình gọi như là cố gắng vì nhau mà thay đổi xíu. Nhìn nhau đi, nhìn vợ đi em, nhìn vợ đi. Vợ có muốn nói gì vợ với chồng không? Vợ bày tỏ đi chứ. Vợ rất là xúc động. Em nên nói. Con cảm ơn chồng đã thay đổi vì vợ. Cô đã cố gắng hy sinh cho vợ với con. Cố gắng làm. Rồi hai vợ chồng mình cùng chia sẻ cho nhau. Rồi lo cho các con. Rồi cùng có chí hướng là giúp ích cho xã hội, nó giúp người này người kia. Và cũng cảm ơn chồng là luôn luôn yêu thương em. Nói chung là biết lo cho vợ con.
lúc mà đói khổ cũng biết suy nghĩ cho vợ con. Vợ có yêu chồng không? Không. Nói đi, vợ yêu chồng. Trời ơi. Đúng đó, không có hôn môi người ta, tao ghét quá. Dễ thương quá. Lại lột giày bánh nó chứ. Ý anh Bin chảy nước mắt kìa. Yeah, trời ơi. À, thật ra là mình rất là ủng hộ bạn trong những cái việc làm cho xã hội, thấy không? Mà bây giờ mình được biết được cái câu chuyện của mình lại rất là xúc động với một cái sự với một cái tình cảm của hai bạn. Cho nên là nó xúc động lây. Đó, thì chỉ mong là hai vợ chồng sẽ ngày càng yêu thương nhau nhiều hơn nữa và sẽ làm thật nhiều, giúp đỡ cho bà con thật nhiều hơn nữa để mà cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Rồi, cảm ơn hai bạn nhiều nha. Dạ. Bây giờ mình